Thân chào các bạn. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về cuộc sống vào mùa đông ở tại Denver, Colorado ở nước Mỹ. Sáng hôm nay thì trời bên ngoài cũng lạnh và có tuyết xuống. Và tôi sẽ chia sẻ với các bạn về muốn đi ra ngoài và nhất là đi đi bộ hay là chơi ở ngoài tuyết. Thì quần áo ở đây cần phải bận như thế nào. Và sau đó thì tôi cũng sẽ đi ra bên ngoài một chút xíu với cảnh tuyết xung quanh và sinh hoạt trong mùa đông người ta phải làm những việc gì khi tuyết xuống. Cho nên mong các bạn sẽ đón xem. Các bạn thấy ở dưới thảm tôi đã để sẵn những cái quần áo, những khăn, nón, giày, bỏ tay vân vân để chuẩn bị sẵn đi ra ngoài. Trước hết là cần phải bận cái áo lót ở bên trong, áo dài, và bên trong thì bận một cái quần lót cũng dài xuống tới mắt cá, cho nên từ cổ xuống tới mắt cá đều phải kín hết. Rồi bận thêm một cái quần jean này cũng là có lót nỉ ở bên trong. Rồi ở phía dưới dưới chân thì dĩ nhiên là phải mang vớ, có đôi vớ, rồi sau đó sẽ mang giày vào. Thì ngoài ra thì bận thêm một cái áo jacket thêm cho nó dày, cho nó ấm. Thì càng dày thì càng tốt. Rồi tôi có một cái nón len để đội ở trên đầu. Và vì tôi thì đã sống ở Canada 25 năm cho nên cũng quen những cái việc này. Và cái nón này nếu các bạn để ý thì nó có vợ tôi đang cái nón này, rồi cũng gắn thêm cái cờ Canada trên đây để nhớ đến nơi mình đã sinh sống tại nơi đó, và các con cũng đã sinh ra ở bên Canada. Rồi thì bây giờ sẽ bận một cái áo giống như là cái áo mùa đông, từ ở trên cổ dính một miếng liên tục xuống tới dưới chân, cho nên cần phải chuẩn bị trước, chứ còn nếu không rồi mình đi ra ngoài thì rất là lạnh. Cho nên phải bận như thế này. Ở dưới này thì nó có mấy cái nút để túm lại cho nó sát sẵn. Rồi có thêm cái zipper đây nữa để kéo xuống, khi mình đã mang dài rồi thì mình kéo xuống. Cho nên phải làm từng bước. Rồi thì đứng dậy vừa cọc hai cái tay. Phải chuẩn bị như thế này, nhất là đi ra ngoài chơi tuyết hoặc là ra mà xúc tuyết, bởi vì cần phải dọn tuyết thì mới có thể lái xe được đi ra. Hiện tại thì tôi ở cái nơi không cần phải lo chuyện đó nữa, bây giờ chỉ lo đi chơi thôi, bởi vì có người xúc tuyết hết rồi. Thì mình phải chuẩn bị như thế này. Rồi thì ở trên đã có cái nón che thì cho nên cũng đỡ. Ngoài ra thì có cái khăn để quấn thêm, chúng ta có thể cột lại cho nó chặt, quấn thêm, và nếu lạnh quá thì chúng ta che cái mặt trở lại. Mắt kiếng thì ra bên ngoài cho nên cũng bị chói, cũng sẽ thay mắt kiếng trắng bằng cái mắt kính màu đen để cho nó dễ bận đồ vô kính mít ở trên, giống như là ninja vậy ha. Có đôi giày mùa đông này thì cũng rất là quan trọng, nhất là ở phía dưới nó có cái nhựa đó, khi mình đi ra mà tuyết mà nó chảy mà nó ướt á, mà nó thấm vô cái đôi giày thì nó lạnh chết luôn, cho nên phải có cái nhựa ở phía dưới
để cho nó không có thấm nước. Rồi phía dưới cái đôi giày thì phải có những cái răng cưa và nó phải nhám như vậy để đi trên tuyết nó không có bị trơn trượt. Mang đôi giày cũng khó. Các bạn thấy biết là không xuất tiết lần này thì quên đi những động tác thường làm đó, ở như thế này, rồi có cái miếng bọc ở bên ngoài cái chiếc giày thì nó chắc, thì kéo cái sức hồi xuống à, nó kín luôn. Tôi vớ, nếu các bạn để ý thì cũng có cái lá cờ Canada, tôi vớ này của con gái bên Canada gửi qua tặng. Ủa, bên ngoài bên dài tôi kéo cái xếp vợ của ống lục xuống nữa, ấm rồi, bắt đầu nóng rồi, bởi vì ở trong nhà thì mình có nhiệt độ ấm đó, đâu có cần phải bận đồ dày như thế này đó. Như vậy là tương đối an toàn để đi ra ngoài. Tôi có một cái nón khác nữa để trồng ở bên trong che cả cái mặt, nhưng mà không đến nỗi là cần phải làm như vậy trong ngày hôm nay. Rồi, hẹn các bạn đi ra bên ngoài chơi. Ra bên ngoài tuyết thì cũng cần có cái chapstick để thoa môi, để khiến cho cái môi nó được ẩm ướt và không có bị phỏng phỏng lạnh đó. Rồi, hẹn đi ra bên ngoài với các bạn. Tuyết nó đã lên dày, chắc cũng cỡ 6-7 inches hoặc là khoảng cỡ 1 tấc, cho nên con không đến nỗi nhiều lắm, nhưng mà thời tiết thì lạnh, cho nên chúng ta sẽ cùng đi bộ chung với nhau. Đây là cái đường xi măng ở phía trước cửa nhà, nhưng mà nó đã trắng xóa hết, cảnh xung quanh thì trắng hết, cho nên cũng cẩn thận coi mình đi như thế nào. Bước xuống dốc rồi bước xuống mấy cái step. Sáng thì có xe nó cào tuyết ở dọc theo cái đường sidewalk, cái đường đi bộ ở trước nhà mình đó, cho nên đi cũng sẽ dễ dàng hơn. Tuy nhiên tôi sẽ đi trong một cái đường đi bộ ở phía bên kia đường để chúng ta cũng có trải nghiệm về đi trên cái đường đã cào tuyết rồi và cái đường đi bộ chưa cào tuyết. Còn đường xa hơi thì thành phố lo, nhưng mà nó cũng đã chưa chưa có tới để cào. Sáng sớm thì cũng đã có một số người họ dậy sớm và dắt chó đi ra ngoài để cho nó tập thể dục. Nhiều khi người ta nói mình dắt chó đi, nhưng mà sau đa số tôi thấy con chó đi trước người không à, không biết mình dắt chó hay chó dắt mình nữa. Nhưng mà đó là cái điều mà những người nuôi chó thường phải làm vài ba lần trong một ngày để nó đi ra ngoài đi tiểu, đi tiêu, đi vận động, tập thể dục. Bên trái thì nó có một cái đường đường nước, là để khi tuyết nó tan đó thì hoặc là mưa lớn á, nó có đường để rút và nước nó chảy xuống như này, thì nó có cái đường để chạy dài theo đó và nó chạy về một cái hồ người ta dùng để chứa nước, trữ nước để trong những cái mùa
khô cằn đó. Bởi vì ở đây cũng giống như là sa mạc, rồi lại ở trên núi nữa, cho nên tuyết rất là quan trọng, rất là cần thiết để có tuyết. Rồi sau đó nó chảy ra nước theo những con suối, những con thác, và nó dẫn vào những cái hồ, hoặc là nó chảy ra những dòng sông, rồi nó chảy ra biển. Cho nên tuyết rất là quan trọng, chẳng những cho cái thành phố tuyết, nhưng mà nó cũng quan trọng cho những thành phố ở dưới dòng sông, để rồi có nước sinh sống hoặc là trồng trọt. Cũng mừng là ở gần Denver, ở phía bắc Denver đang có một cái trận cháy đã xảy ra mấy tiếng đồng hồ, một vài ngày nay, và tàn hại trên cả ngàn căn nhà và hàng mấy chục ngàn người phải di tản. Nhưng mà mừng cái là hôm qua với nay tuyết nó xuống, hy vọng nó cũng giúp cho cái vấn đề chữa cháy được dễ dàng hơn. Tuy nhiên trong cái mùa lạnh như thế này mà nhà cháy rồi không có chỗ ở, phải đi vô mấy cái nhà thờ, những cái trung tâm cộng đồng để ở tạm, và cần sự giúp đỡ của dân chúng. Trời ở Denver thì nó cũng có thường xuyên có độ lạnh xuống, rồi tuyết đổ xuống. Và do đó trên núi thì người ta có những cái trò chơi tuyết để trượt tuyết, trượt băng, chơi nhiều loại thể thao, nhiều loại thể thao khác nhau. Nhưng mà được cái là Denver nó ở độ cao khoảng 1 dặm hay là 1.600 mét so với mặt nước biển, cho nên ở trên này có nhiều nắng lắm, nắng nhiều hơn cả ở dưới Florida nữa. Một năm có trên 300 ngày có nắng, cho nên khi nắng lên cũng rất là thoải mái. Các bạn nhìn phía trước đó, thấy có mấy con ngỗng trời ở từ phía bắc ở Canada. Nó thường vào mùa đông nó bay xuống phía nam, thí dụ như xuống dưới Florida. Đố các bạn tại sao các con ngỗng trời nó bay từ phía bắc xuống dưới phía nam trong mùa đông? Các bạn có câu trả lời chưa? Tôi cũng biết là các bạn đang trả lời như thế nào đó. Nhưng mà các bạn biết tại sao mà nó bay từ phía bắc xuống phía nam trong mùa đông không? Nó phải bay là bởi vì nếu nó đi bộ thì lâu lắm, bởi vì con đường quá dài. Đó là câu chuyện vui trong ngày. Bây giờ lớn tuổi rồi, nghỉ hưu được năm, cho nên nhìn những người dọn tuyết thì cũng cảm thông, là bởi vì nhiều khi tuyết nó xuống rất là nhiều. Lúc tôi ở Canada dọn qua Denver thì có anh em quen nói rằng ô, đến đây thì không có tuyết nhiều đâu, cho nên tôi đã bán cái máy thổi tuyết mà má vợ tôi cho. Qua bên đây thì trúng ngay cái mùa đông, trúng ngay cái mùa đông thứ nhất hay thứ nhì gì đó, nó lên cao quá chừng, nó lên tới ngang ngửa cái ngực của mình, và lúc đó phải ra xúc tuyết bằng tay, quá lạnh. Bây giờ thì tôi ở townhouse, người ta mới xây trong cái khu ở đây, cho nên người ta đã có những người đến dọn tuyết ở phía trước và phía sau. Rồi đến mùa hè thì họ lo cắt cỏ, tỉa kiển, cho nên mình cũng không phải lo gì nữa, thoải mái lắm. Có một số người thì chờ tới lớn tuổi nữa thì mới dọn nhà, từ nhà lớn xuống nhà nhỏ, nhưng vợ chồng chúng tôi chờ không nổi.
cho nên trước khi nghỉ hưu đã bán nhà rồi dọn xuống cái dãy nhà townhouse, có nghĩa là một dãy khoảng 6 căn 7 căn vậy đó, nhà mới xây, cho nên ở cũng rất là tiện nghi, thoải mái và nó rẻ tiền hơn, chi phí nhà cửa nó sẽ được rẻ xuống, và nhờ đó khi hưu thì mình không có bị nặng nề trong cái chi phí của mình. Để tôi đi về rồi sẽ lấy xe chạy một vòng để các bạn có thể xem thêm những sinh hoạt rộng rãi hơn xung quanh khu nhà. Có những người đang dọn tuyết cho cái đường đi bộ được dễ dàng hơn. Good morning. Thank you. Họ dọn cái đường đi bộ, ngoài ra cũng dọn luôn cả những cái bước để bước vào nhà. Buenos días. Good morning. How are you? Hard work here. Yeah. Thank you, Chris. Người ta giống như xúc tuyết, tuy nhiên họ cũng rải muối xuống để nó không bị đóng băng lại đó. Nó đóng băng lại giống như nước đá thì đi bộ té, cho nên rải muối ra thì nó tan ra, nên khi có nắng lên nữa thì nó sẽ giúp cho con đường nó khô ráo lại giống như đi trên xi măng bình thường, mặc dù hai bên lề thì tuyết nó vẫn còn đó. Các bạn thấy có người đang có chiếc xe để đẩy tuyết để dọn đường đi bộ cho nó dễ. Một số phụ huynh, cha mẹ đã dẫn con ra ngoài để chơi tobogganing, có nghĩa là ngồi lên một cái giống như cái mâm như đó, giống như cái mâm bằng nhựa, là ngồi ở trên đó rồi tuột xuống dốc, thì cũng đem lại niềm vui cho các cháu rất là nhiều. Cũng có những người lớn cũng chơi. Hồi trước thì tôi còn trẻ thì cũng chơi, nhưng mà bây giờ lớn tuổi hơn thì không dám, tại vì xuống dốc thì nó cũng đôi khi dốc cao thì nó cũng nhanh, và có khi nó sốc cũng nhiều, có thể làm cho mình bị nhức mỏi. Cho nên đứng xem các cháu chơi thì thích lắm, nhưng mà mình thì không dám chơi nữa. Trời bên ngoài thì tuyết phủ trắng xóa hết, ở trên nóc nhà thì cũng trắng luôn. Qua đêm mà chưa dọn tuyết thì nó cũng còn trắng xóa hết. Ở phía trước bên phải có một chiếc xe đi dọn tuyết, nó đẩy tuyết để cho đường lái xe được dễ dàng hơn. Ở bên
Toronto, Canada thì người ta thường rải muối. Nhưng bên đây thì đường đồi dốc nhiều trên núi đó, cho nên một ít nơi người ta rải muối xung quanh nhà, những cái đường đi bộ này kia vân vân cho nó mau tan đi. Nhưng mà ở trên đường ở Denver đây thì người ta thường rải giống như cát vậy đó, nó làm cho nó nhám nhám. Và lúc mà tuyết nó tan rồi đó thì giống như cát hột hột đó, thì nó vẫn còn nằm ở, nó bám lại, nó không có chảy nhanh ra, cho nên cũng đỡ lắm. Những cái nơi đồi dốc nhiều thì nó bắt buộc các chiếc xe phải bọc dây xích xung quanh cái bánh xe nhựa thì mới lái được. Mặc dù ở đây thì đa số người ta lái loại bánh xe chạy quanh năm đó, chạy mưa, chạy nắng, rồi chạy tuyết. Giống như xe tôi thì cũng căn bản là như vậy thôi. Ở phía trái, phía trước thì cũng có chiếc xe đẩy tuyết đó. Ở đây thường có những người Việt Nam thì mùa hè đi cắt cỏ, nhưng mà mùa đông thì họ gắn thêm cái đồ cào tuyết ở phía trước, rồi làm những cái hợp đồng với các cơ sở thương mại nhỏ, rồi lái tới đó tuyết dày bao nhiêu thì bắt buộc phải cào để cho cái bãi đậu xe được sạch sẽ, không có tuyết. Thì ở đây tốc độ người ta đang cho chạy 40 dặm một giờ, nhưng mà trên thực tế mình lái cỡ 30-35, cho nên chậm chậm thì nó cẩn thận. Khu này thì nó xây nhà dữ lắm. Chúng ta thấy bên tay phải xây liên tục, nhất là mùa đông. Chúng ta thấy như ở Việt Nam mà nghe nói mùa đông tuyết thì hết hồn rồi, trốn trong nhà chứ. Nhưng mà ở đây thì người ta vẫn xây nhà xuyên suốt mùa đông luôn. Nhà xây không kịp để người ta mua, hoặc là xây để cho mướn. Cho nên giá nhà ở vùng Denver, vùng Colorado Springs, ở của tiểu bang Colorado này thì giá nhà tăng lên rất là nhanh. Bởi vì không đủ nhà, rồi người ta dọn đến để có việc làm. Rồi hôm trước có chiếc xe nó đậu luôn, chắc cũng bị hư gì đó trong mùa tuyết này. Đậu mà không chớp đèn thì cũng nguy hiểm, nhiều khi mình không để ý. Thắng lợi thì nó rất là trơn trượt nguy hiểm. Nếu ai muốn mua nhà thì trên này nhà quá chừng nhiều luôn. Chúng ta thấy bên tay phải mấy cái bảng cấm đó, ghi đó quá chừng hãng nó xây trên khu này để có thể mua nhà. Có kinh nghiệm lái xe mùa đông đó các bạn, là thường mình vô trong xe mùa lạnh đó, mình mở hết rồi mình đóng kín cửa lại, rồi mình ngồi trong đây mình thở một hồi đó, thì là nó kiến nó bị mờ, kiến nó bị mờ, cho nên chúng ta cứ nhiều khi giống như hơi ẩm nhiều đó thì là phải lao hoặc là thổi hít lên trên kiến để cho nó bớt mờ. Nhưng mà để cho nó nhanh á, các bạn mở máy lạnh ở trong mùa đông, nhưng mà thỉnh thoảng có chút xíu máy lạnh á là nó sẽ tan hết cái hơi nước rất là nhanh, để giúp cho các bạn có thể nhìn rõ ra bên ngoài để lái xe được an toàn. Ở bên ngoài này thì đất còn trống rất là nhiều, mà chúng ta thấy người ta xây nhà để bán không kịp luôn. Bên trái cắm mấy cái cờ đó, ba màu đó, thì mấy cái cờ đó quảng cáo mấy cái khu nhà mới. Còn khu bên tay phải nó đã xây sẵn rồi.
từ 400.000 đô Mỹ trở lên những căn nhà mới. Và khi nó nói from the 400 có nghĩa là từ 400 lên gần 500. Đây cũng là mấy căn nhà giá trung bình ở ở vùng Denver này, nhà mới. Nhưng mà vô ngay trong phố thì nó sẽ đắt lên hơn nhiều. Hoặc là ngay cả ở ngoài phố, một số những khu yên tĩnh hơn thì nhà nó cũng rất là đắt. Phía trước có chiếc xe rất là lớn và nó đẩy tuyết từ chính giữa rồi nó quay trở lại, nó đẩy tuyết vô sát lề bên phải để đẩy dọn sạch luôn. Và phía sau thì nó rảy muối, rảy cát xuống, cho nên mình chạy phía sau thì rất là an toàn và người ta không cho mình qua mặt bởi vì rất là nguy hiểm. Cứ từ từ chạy phía sau. Đây là khoảng 700.000 đô Mỹ trở lên. Từ khi rời Việt Nam đó, rồi sống ở trại tị nạn một năm, rồi qua Canada thì sống ở xứ tuyết, rồi sau này qua làm việc ở bên Michigan cũng là xứ tuyết. Bây giờ dọn đến Denver cũng là xứ tuyết, lại ở trên núi nữa, cho nên không biết chừng nào mới dọn về cái khu ấm hơn. Nhưng mà sống riết nên cũng quen, trời lạnh thì mình bận đồ ấm vào, nhưng mà những cái nơi mà nóng quá mình chịu cũng không nổi thì chắc cũng khó mà quen được. Thôi thì sống đâu quen đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video cho đến giờ này. Xin các bạn nhớ subscribe, share and like. Và hẹn gặp lại các bạn ở video kế tiếp. Xin chào các bạn.